Xin gửi lời chào buổi sáng đến tất cả các cô, chú, anh chị đang theo dõi video trong kênh của em ngày hôm nay. Hiện tại thì em đang ở nhà của chị Thanh và bé Hương. Hôm nay trên đường đi qua thì cũng ghé cửa hàng bán đồ mũ để mà mua một cái thùng mũ này cũng khoảng 20 lít để mà cho Hương đựng gạo của chú anh chị. Tại vì em thấy là Hương á, là toàn là để gạo bên ngoài thôi, nên là chuột nó sẽ vào nó ăn gạo nè, rồi những cái con mọt, con gián, rồi những cái con bọ đồ này kia nó chui vô nó ăn gạo. Nên là hôm nay mua cái này để mà cho Hương để gạo vào. Rồi gạo của con mấy hôm trước cái bao mà bị mọt đó, rồi chú kêu con bỏ, rồi con bỏ chưa? Bỏ rồi. Bên nhà bỏ mà bên không hè quá. Tại vì con để lâu quá rồi nó bị mọt nè. Rồi cái bao nào của con đang ăn đâu? Tại vì gạo là bỏ dưới đất này nè cô chú anh chị, nên là nhiều khi là sẽ có mọt, có mối, rồi lau nhà hoặc là có nước nôi gì đó nó sẽ bị ẩm và gạo của mình nó sẽ bị hư. Đó, nên là thôi mua. Lúc trước là có cái thùng phi này nè, là Hương có cái thùng phi này nè cô chú anh chị, nó cái thùng phi màu xanh xanh này nè mà đựng gạo, nhưng mà cái thùng này to quá, rồi mỗi lần xúc gạo thì cũng khó, với lại là mình vệ sinh nó cũng khó nữa, nên là em thôi em cái này là mình đựng 10 ký hoặc là mười mấy ký thì em thấy cái này cũng ok. Rồi bây giờ tháo băng keo ra mình đổ gạo vô nè. Nói cái bao này đang ăn đúng không? Đổ gạo vô con chứ bé. Rồi con làm đi chứ nè, con mạnh mà con làm đi. Rồi ơi, cái cục này cục gì đây nè, con lấy cái cục đó con bỏ, bị mọt ăn phải không? Bỏ bên đây đi. Không bỏ ngoài không? Ngoài cửa luôn. Dục ra cửa sổ hả? Bỏ xa nhà. Rồi dục ra cửa sổ rồi. Chưa, bây giờ kiểm tra coi còn nữa không, kiểm tra coi nó còn bị hư nữa không. Tháo gạo vô đi, bỏ nguyên túm vô thì về luôn. Thôi ơi, thôi con bỏ con... gì đi. Rồi đi lắp là gì là xong, là chừng nào ăn dở ra là xúc. Trời ơi trời ơi. Ở đây thì cũng được của chú anh chị, thì mình cũng dễ vệ sinh. Để đây thì mình ăn gần hết rồi thì mình lấy nguyên cái bao ra luôn, rồi mình không cần phải lượm từng hộp. Gì vậy? Không ăn gạo. Rồi con nói lại coi. Chú biết không ăn gạo qua cho con ăn. Trời ơi, gạo của con là bây giờ còn gạo nhiều hơn ở nhà của chú nữa, chú nói thiệt luôn á. Nè, bây giờ còn chú ở đây. Chú có xay gạo hả? Nhà của chú làm gì có gạo đâu, toàn là mua ở ngoài chợ ăn không đó. Còn nhà của con là còn nhiều gạo hơn nhà chú nữa nè. Họ mua nhiều để mà mốt đói đó. Không có gạo đó. Nhà của Hương á là còn nhiều gạo hơn nhà của em luôn đó cô chú anh chị. Ở nhà nhiều khi là còn phải mua từng bao gạo để mà ăn, còn Hương ở nhà là được các nhà hảo tâm cho, rồi được các cô các chú anh chị ở gần ở đây đó, thì ở địa phương cũng hỗ trợ cho những người bệnh, rồi những người có hoàn cảnh khó khăn đó, thì mỗi lần cho như vậy thì một bao này, hai bao này, ba bao, bốn bao, là hôm trước có một bao bự ở đây nữa nhưng mà mọt ăn, rồi bây giờ đã đem ra ngoài bỏ rồi đó. Nhiều khi là người thì không có ăn, người thì có nhiều quá ăn không hết rồi bỏ đó. Trời ơi, hôm nay qua thì mua cho cái thô để mà mình để gạo vô cho nó sạch sẽ mà không có bị ẩm, bị ướt, không có bị mọt nữa. Quá trời của chú anh chị. Còn đây là cái tủ nè, là hôm trước thì cục mua quần mua rồi để quần áo, hôm nay thấy Hương cũng xếp cũng gọn gàng quần áo vô rồi, dạ cũng không có để lung tung bang ở ngoài nữa, rồi đồ đạc thì giặt thì cũng phơi lên rồi, cũng chịu nghe lời đem ra ngoài phơi rồi, dạ cũng rất là mừng. Rồi đồ hôm trước không mua gạo về nhiều để mua hút đói á. Dạ mua gạo nhiều để dành á. À, chị chưa kêu em á hả? Ừ. Tiền đâu mua gạo. Trời ơi trời, mua ngày nào ăn ngày đó. Trời ơi đói đó, không mua gạo bán á. Vậy hả? Ừ. Trời ơi trời, nhiều khi mua như chị ở nhà mua lần 40-50 ký thì tiền đâu mà mua. Gạo bây giờ nó mắc nữa, mua lần 10 ký ăn thôi, ăn chừng nào hết thì mua nữa, chứ làm gì có tiền mà mua nhiều mà mua. Coi chừng tao không có bán gạo là đói đó. Chứ gì nữa, lỡ mà đói rồi qua em mượn chừng chuyện bao chị cho không? Ăn đỡ mà chừng nào có tiền mua trả lợi. Nha. Nhà chị gạo nhóc hết trơn mà. Còn đem ra hè bỏ nữa mà.
mấy nay nãy giờ qua thăm chị Thanh mà thấy cũng cỡ tí đồng hồ rồi, cỡ gần 2 tiếng rồi nói chuyện với chị nãy giờ mà không thấy chị đi tiểu ta. Chị Thanh, nãy giờ chị không có đi tiểu phải không? Không. Đó, vậy là cái bệnh cũng đỡ rồi đó cô chú anh chị. Đó, cái bệnh của chị Thanh là cũng thuyên giảm rồi, cũng đỡ rồi đó. Là cũng kìm cái đường tiểu lại rồi, không có còn đi tiểu nhiều nữa. Chứ lúc trước là đi tiểu liền liền ha, chừng 5 phút, 10 phút là đi tiểu. Nhưng mà bây giờ nãy giờ khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi. Qua đây nói chuyện với chị chắc cũng có 2 tiếng rồi, không khác chị đi tiểu luôn. Trời ơi, mừng quá chị Thanh ơi. Này là uống đúng thuốc rồi. Rồi buổi tối chị có còn đi tiểu nhiều không? Buổi tối còn nhiều, từ từ nó giảm. Dạ, nhưng mà bình thường là giảm từ từ. Giảm từ từ ha, bây giờ còn buổi tối đi khoảng 2 lần không? Ừ. 2 lần không? Ừ. Ừ, do là chị uống nước nhiều quá thì cũng đi tiểu cũng phải, nhưng mà cũng kìm lại được, vậy là được rồi. Chứ nữa, không uống nước nhiều sao có ngủ. Đúng rồi. Ừ. Hương nó sợ em qua em dọn dẹp nhà cửa của Hương nữa. Không uống nước nhiều rồi sao mà ngủ ngon được phải không? Chứ nữa. Ừ. Người ta đâu cho mình ăn gạo. Đúng rồi. Rồi sao nữa? Bởi vì mình đâu có ngủ. Không uống nước nhiều sao ngủ. Dạ. Nhưng mà buổi tối mình đừng uống nhiều quá. Mình uống buổi sáng với buổi trưa này thôi, buổi chiều thôi. Còn buổi tối mình chuẩn bị mình đi ngủ, gần đi ngủ rồi không cần uống. Mình uống ít thôi. Chứ nữa. Uống nhiều quá rồi đi tiểu hoài rồi sao ngủ được. Ừ. Nha. Cái chiều rồi hết đúng rồi. Ờ à, đúng rồi, tối đừng uống. Dạ, uống mỗi ngày là chị Thanh chị uống chắc cỡ 5 lít nước quá. Dạ biết. Dạ, em thấy cái bụng chị là em biết chắc uống nước dữ lắm đây nè. Dạ. Dạ, thì cái nhà của chị Thanh á là bây giờ không có còn kiến nữa. Do là em hôm trước là em cũng có thuốc kiến, là bây giờ kiến nó không có dám bén mạng vô nhà của chị Thanh nữa. Thì trong cái thời gian tạm thời này khoảng chừng 6 tháng đến 1 năm thì có thể là không có còn kiến nữa, từ trong ra ngoài luôn. Dạ. Gián cũng không còn luôn. Gián thì em thấy là nó cũng đi luôn đó. Chuột lúc này còn không chị? Không biết sao ít rồi. Ừ. Hôm trước em mua cái đầu xịt vòng vòng đó. Rồi mai mốt em mua cái thêm cái bẫy chuột nữa ha, mấy cái mà dán chuột, mấy cái bẫy chuột gì đó em qua em làm cho nó không vô nhà chị nữa nha. Ừ. Không còn kiến là mừng rồi, chứ em thấy hôm trước là nó cắn chị tơi bời hết trơn mà. Giờ cắn tơi bời hết mà. Ừ. Thôi thôi giỏi thôi ngủ đi. Ai dọn dẹp nhà gì đó đâu nữa đâu à. Hương nó sợ em dọn dẹp nhà của Hương lấy đồ nữa. Tôi làm con mới vừa rửa mấy đâu, cái này nè. Đâu bây giờ con vừa rửa gạo sạch chân bỏ vô tôi làm luôn á. Đâu kéo quần lên đàng hoàng coi. Mặc quần áo cái gì đâu mà là lê thê hết trơn tôi vậy. Tôi biết chứ không mà quần lưỡng con. Thôi dạ bây giờ sao mới nói lại cái nữa thôi. Chú không. Lấy lại đồ hết luôn á nha. Thôi không nói. Trời ơi trời, đồ đạt nhóc hết trơn mà không mặc mà đồ đâu mà mua hoài. Hả? Đồ một tủ đồ mà còn kiết mà nhiều khi không còn chỗ để nữa đó. Mà xin đồ hoài, đồ ở đâu mà có tiền mà mua hoài cho con vậy? Người ta không có đồ mặc mà con có mặc mà con bỏ tùm lum tùm la trong tủ. Chuột cắn lên cắn xuống. Dạ Hương cũng nói là đồ ăn trong tủ con cũng dọn dẹp rồi. Đó, này trên nè để nước đá nè, ở dưới để cá thịt nè. Rồi xong rồi nó chưa đi về. Nè thịt nè, em thấy gao đồ này kia cũng để vô gỗ đồ này kia, em thấy cũng gọn gàng. Dạ cũng mừng. Mấy mốt đồ á là giặt là đem ra đó phơi chứ không có được phơi trong phòng nữa nha. Phơi ở trong phòng là 10 ngày nó chưa khô nữa. Rồi lúc này con kiến con này con kia nó bu vô đồ đạc rồi á, mặc vô nó ngứa. Gạo thóc là mới mất bỏ vô cái xô đó nha. Không có được để ở ngoài nha, nó ướt rồi con lau nhà cái nó ướt. Từ 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 có mọt nữa đó. Rồi sao con không bỏ mướp vô ở trong tủ lạnh? Để nhóc rồi gì? Này nhóc đâu, tại vì bỏ tùm lum tùm la. Nè, ngăn này bỏ mướp vô được kìa. Bỏ mướp vô. Bỏ vô cột vô bịch đàng hoàng. Lụm trái bầu nữa kìa. Trời ơi. Thiệt ở trong tủ lạnh của Hương là ở ngoài
giống như là nguyên một cái chợ mini. Nè, chú chỉ con nè, con lấy cái trứng vịt bỏ qua đây. Con lụm từng trứng. Trứng vịt này bị bể nè. Đó, thấy không? Bỏ vô rồi thấy gọn, thấy không? Trái bầu con bỏ dưới. Nè, bây giờ trứng vịt bị bể rồi, nó thúi quắc ở đây rồi nè. Là con lấy ra cái trứng nào mà chưa mới bể chứ thì nãy chú đít đè kìa. Thôi, đừng có đổ thừa. Con trở về con mua, con để cổ xe đạp về đó. Nó bị bể, bây giờ con lụm ra cái trứng nào con ăn được, không có bể thì con để cho đây. Chứ bây giờ con để có dòi hay chi. Lấy cái bọc ra luôn. Mẹ lấy trứng rồi. Thôi, con đi lấy, con xuống dưới con lấy đi, con lấy đi. Ok đi mà lấy. Rồi sao cho mẹ đi rửa tay nữa hả vậy? Con đi được thì con làm đi. Mẹ có đi được đâu. Trứng nào bể bỏ vô cái tô. Trứng nào bể bỏ vô cái chén cái tô liền, rồi ăn liền. Kêu mới làm không à, thấy mấy cái đó là làm, ta là người ta làm liền. Người con hứng cái thau màu đỏ này nước gì vậy? Nước sông hả? Để gửi. Nước cây đó. Con hổng có cấp nước mà. Rửa sạch, sạch sẽ rồi mới bỏ vô tủ lạnh. Đâu chú kiểm tra coi. Nè, chưa có sạch nè, trứng này bị bể nè, đem trứng đó ra. Đem trứng đó ra ngoài ăn trước đi. Rồi. Không, để rồi đó, trứng đó không có để tủ lạnh nữa. Rồi, còn nhiều bỏ tủ lạnh đi. Biết rồi không mà chú không có ở đây một cái ha. Là cũng để y gan vậy luôn. Bởi vì tủ lạnh có dồi là phải rồi. Mấy con dồi nó ở trong tủ lạnh là con nào con nấy nó mập thù lù. Rồi lụm cái bọc đó. Bỏ luôn, bỏ thọt gác luôn. Nó dọn sạch sẽ nhà cửa của mình. Rồi rửa úp lên đàng hoàng. Trời ơi nhẹ nhàng. Trời ơi trời. Rồi rửa cái đó luôn. Rửa. Rớt xuống rớt rồi. Cái nào mẹ ăn hồi sáng đâu. Cái chén nào rửa luôn. Đồ mũ mới chịu nổi chứ. Cái đồ mà đồ xanh đồ sứ đối với Hương là bể hết. Với lại là người bệnh thần kinh đó, mình không có nên xài đồ xanh đồ sứ của chú anh chị. Không có kiểm soát được hành vi hành động của mình mà nhiều khi bể rồi miễn đồ này kia em thấy cũng đứt tay đứt chân cũng nguy hiểm. Lấy đồ trà, con trà này đàng hoàng nè. Nhẹ. Làm gì cũng để đung vậy. Chén dĩa mà úp ầm vậy rồi chén nào chịu nổi. Hương sợ cúp nước đó là em thấy nhà Hương là có cái xô nào là xô đó có nước, cái thao nào là cái thao đó có nước đó. Sẵn sàng tại mình dự trữ mà, sợ cúp nước. Em coi mấy cái này có mọt không? Nè, mọt nó ăn, cái bao gạo trước nè, mọt nó ăn nè. Mà không biết nó có lây qua bao này không à. Nhưng mà không thấy mọt nó gơi ra. Chắc nó chưa ăn bao này. Để kêu Hương cái bao nào ta cho trước mình ăn trước. Bây gạo cũ mình ăn trước, còn gạo mà mới cho thì mình ăn sau. Để nhiều khi để lâu quá thì cũng bị mòn. Rồi vô ngủ đi chú gì à. Bye bye. Cái gì con đi tắm rửa đầu. Trời ơi mới gội đầu rồi đó, mới tắm rửa rồi đó. Rồi bây giờ tắm gì nữa? Bởi vì nhà của Hương là tiền, cái tiền nước là muốn nhiều hơn tiền điện luôn. Sáng giờ Hương tắm chắc 5 lần hả chị? Mới có 9, 10 giờ sáng mà Hương tắm chắc cũng cỡ 5 lần rồi đó. Chứ nãy giờ em qua đây là em thấy nó tắm 3 lần rồi đó. Rồi thôi giờ chị nghỉ ngơi nhé, em về nghe. Rồi gắng uống thuốc đầy đủ nha. Bữa nay nghe chị nói là cái đường tiểu cũng ok rồi, em cũng mừng đó.
cũng kìm là được rồi đó, nãy giờ cũng hạ cỡ tiếng mấy, 2 tiếng mà không thấy chị đi tiểu là em thấy cũng mừng đó. Cố gắng lên nha. Rồi bây giờ chị đứng được chưa? Chưa. Giờ chị gắng đứng thì em coi thử coi, cố gắng lên nè, không hai cái tay chị vịn. Mình chưa đứng mà sao nó không được, thử coi. Không được. Sợ té hả chị Thành hay sao? Té gãy chân chứ. Sợ té gãy tay gãy chân, tại vì cơ thể bây giờ nặng quá rồi, rồi cũng phát tướng nữa, rồi bây giờ cái chân mình nó yếu, bị suy giãn tĩnh mạch nè, rồi bị gút nữa, nên là sợ là không ai đỡ rồi té đầu đập xuống gạch rồi trúng cái này trúng cái kia nguy hiểm, nên là chị Thanh chỉ không có dám. Rồi gái uống thuốc nha. Gái uống thuốc cho cái đường tiểu mình nó đỡ, rồi mai mốt cái chân của mình rồi mình gái uống điều trị từ từ, rồi mai mốt mình mới hết bệnh mình mới đi được nha. Rồi thôi giờ chị nghỉ ngơi đi, em về nghe, bữa nào gặp chị nữa nha. Bye bye chị Thanh, chúc chị Thanh nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cưng. Dạ chúc khán giả sao không chị? Chúc khán giả phát tài. Dạ dạ rồi rồi. Cũng vậy luôn nha. Dạ dạ rồi rồi, hôm nay cũng chủ yếu qua mua cái xô mang qua để gạo để thóc đàng hoàng. Dạ. Thấy cũng được rồi, nhà cửa vậy là cũng quét dọn này kia cũng ok rồi đó. Thì từ từ chị dạy thêm, có gì chị nói Hương cũng đừng có chữ lộn, đừng có cự lộn với cô Út nữa nghe chị Thanh nha. Có gì chị can chị la rồi lên nha. Trời ơi, nhiều khi không kiểm soát được hành vi hành động của mình, không biết cái chuyện gì xảy ra luôn đó cô chú anh chị. Hai con cháu cự lộn hoài, Hương thì cứ khóc lóc hoài, la hét la làng la sớm hoài, rồi ai mà chịu nổi. Mai mốt mà còn quậy nữa là em đưa đi bệnh viện điều trị luôn nghe chị Thanh nha. Điều trị thời gian về cho nó hết bệnh nha, chị chịu không chị Thanh? Trời ơi, tập trung máy móc gì đâu, ngoài vậy máy ở ngoài chạy kệ nó đi. Nè em nói đây nè, mai mốt con Hương nó bệnh rồi cho nó đi trị bệnh thời gian như vậy cho nó hết bệnh nha. Dạ rồi, thôi bữa nay qua thăm chị Thanh chút vậy thôi, em về cô chú anh chị ơi. Chứ ngon Hương nó đuổi em về nữa, tại vì nó sợ em dọn dẹp đồ đạc ở trong nhà, em bỏ đồ đạc hoài, mấy cái đồ mà không sử dụng em bỏ hoài, bởi vậy Hương nó sợ em qua dọn dẹp nhà cửa nữa. Để tiếc đồ cũng sợ là không có đồ mặc, mà đồ rách không là đồ chuột cắn không à. Dạ rồi, cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị khán giả hảo tâm rất là nhiều đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Chúc tất cả các cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe và đón xem những video tiếp theo của chị Thanh nha. Bye bye.